Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Hiện tại thì mình đang ở cầu Rạch Miễu nha. Này là đường Lê Thị Hồng Gấm. Này là mình đang ở dưới chân cầu. Còn phía bên trái mình nữa thì nó là ghi Mỹ Tho Riverside. Còn phía bên phải mình là trường Cao đẳng Tiền Giang. Bữa nay thì mình sẽ đi dọc cái đường Ngô Gia Tự nha. Cái này qua cái cầu Bình Đức này tới cái đường vô Ngô Gia Tự. Còn đây là bên đây là còn con đường Lê Hồng Gấm. Phía bên phải mình đó là trường Chính Trị. Còn bên trái là Quan Âm Tu Viện. Ở phía trước này người ta hay bán đồ lắm, bữa nay sao không thấy bán. Thường mình thấy là bán ốc bu với bán rau cải rồi cũng nhiều lắm. Tại vì thường cái đường này là dọc vỉa hè là người ta hay bán đồ để cho công nhân người ta đi về người ta mua. Ở đây trước mặt mình là cầu Bình Đức. Đi qua bên đây là thuộc địa phận của Trung An rồi, của xã Trung An rồi. Này đầu cầu này có mấy cái chỗ bán tôm rồi nè. Tôm này 80.000 một ký. 80.000 ký chắc tôm chết quá. Thường tôm sống thì khoảng 100 hơn. Này là loại tôm nhỏ nha, còn tôm bự thì mắc hơn. Phía bên trái mình là bê tông Tích Cô. Này bê tông này cũng bự lắm. Bên trái mình nguyên cái dải này dọc lên tên tới sông Hận luôn, nó là đa phần là nó là khu nghiệp không à. Qua đây là bắt đầu vô tới cụm công nghiệp Trung An rồi. Cụm này thì nó nằm dọc nguyên nguyên cái bờ sông này luôn. Ở đây cái chỗ này bán hải sản. Đường này thì đa phần thì quán ăn rất là nhiều. Với quán cơm phần, cơm trưa rồi. Tại vì ở đây thì đa phần này phục vụ công nhân là chính. Công nhân với nhân viên văn phòng. Thường trưa thì người ta sẽ ghé đây người ta ăn. Mình nay mình đi là khoảng 10 giờ rồi. Giờ nó cũng gần xế trưa rồi. Giờ đa phần thì có một mớ người ta sẽ ghé người ta ăn cơm trưa rồi. Bên phải mình là trường mầm non Vàng Anh. Ở bên phải người ta bán trái cây đồ. Đây thì đa phần thì giống như là chợ trời vậy. Đang bán vậy nếu mà bị đuổi thì chạy thôi. Chỗ này buổi sáng bán cũng tấp nập lắm. Giờ mình đi hơi trễ nên người ta dọn bớt một mớ rồi. Chứ nếu mà sáng sớm mà đi khoảng chừng 7 giờ mấy là nguyên cái dải dọc này người ta bán buôn rất là nhiều. Nhưng mà sáng giờ thì trời nó bị nhiều mây quá. Nó không có nắng. Nãy giờ mình đi là hơi nắng nắng được chút xíu. Chứ hồi sáng là toàn là âm u không à. Các bạn nhìn thấy mây á. Nay quá trời mây luôn. Nước thì bữa nay cũng hơi bị lợ lợ rồi. Nay bắt đầu nước mặn rồi. Nhưng mà nước này thì còn tưới cây được. Đó giờ thì mấy quán cơm phần thì nó khá là đắt. Thường thường thì buổi sáng thì bán hủ tiếu, bánh canh, cơm tấm đồ. Còn buổi trưa thì đa phần là người ta sẽ ăn cơm phần nhiều hơn. Nhưng mà vẫn có một số bộ phận người ta ăn cũng thích ăn hủ tiếu bánh canh đó. Đó hủ tiếu bánh canh là gần như là ăn suốt ngày được. Còn quán nhậu thì đa phần thì sẽ bán buổi tối. Ở phía bên phải mình là cũng là cụm công nghiệp Trung An nữa. Bên đây nó có một mớ rồi chứ còn như là nó nằm dọc bờ sông không à. Này trồng hướng dương.
Lúc gà mình để ý làm như là mấy cái cơ quan nhà nước thường phía trước ta hay trồng hướng dương nhiều lắm. Nếu mà không trồng phía trước thì người ta trồng ở trong phía trong. Đi giờ này thì nó hơi bị nắng, nhưng mà quay cảnh thì nó khá là sáng. Nên bạn thấy dọc đường toàn là hàng quán không à? Nếu mà tính ra hàng quán này nó kéo dài lên tới chợ Bình Đức luôn. Đi qua chợ Bình Đức chút xíu thì cái khu đó thì bắt đầu mới vắng dần. Chứ còn nhìn đây mà dải dọc lên toàn là hàng quán không à? Đa phần thì bán quán ăn là nhiều, quán ăn với cà phê là hai cái đó là nhiều. Với lúc về do dịch nên hàng quán thì cũng ế ẩm đó. Nói chung là thu nhập nó không còn được như hồi xưa, có thể là nó suy giảm từ 20 tới 30%. Đặc biệt là cái ngành du lịch của mình là nó hơn 50%. Phía bên phải mình là cà phê Trúc Xanh nha. Đây cũng có mấy quán cà phê bự lắm. Còn cái phía trước mặt mình á, hình mẹo quẹo phải qua thì chính là đường Phạm Hùng. Trái cây lúc gà mình thấy cũng rẻ nữa. Đặc biệt là sầu với bưởi. Bưởi thì khoảng chừng 10 15 ngàn ký bưởi da xanh. Còn nếu mà sồi thì khoảng 8 ngàn, 5 ngàn, 15 ngàn cũng có đủ loại. Nhiều khi nó cùng một mặt hàng mà tùy chỗ bán mắc rẻ nữa. Còn bên trái mình toàn là mấy cái nhà xưởng không à, không có gì đặc biệt hết. Phía bên phải mình là trường Trung học cơ sở Bình Đức, này là trường cấp 2 rồi. Quán xá ở đây thì đa phần nhờ mấy cái cây xanh á, nó che rất là mát. Nhưng mà mình thấy cây ở đây thì đa phần không có bự được, đa phần bự bự lên nó vướng dây điện nên là đa phần bị chặt hết trơn à. Ít có cây nào mà sống thọ nữa. Tại vì bên mình lúc trước có cái chị kia chỉ trồng cái cây bàng cũng bự lắm, cái nó lớn quá rồi cái nó che, nó dính cột, nó dính dây điện á, cái nó bị cháy dây điện đi, qua bị phạt nữa, phải tôi tốn tiền đốn cái cây còn bị thêm tiền phạt nữa chứ. Giờ thì những cái tiệm cơm phần này chưa có khách, khoảng chừng 11 giờ mới có khách. Giờ 10 giờ chỉ có một bộ phận ít người ta ăn thôi.
Đường này thì lúc về mình thấy nó cũng đông rồi, tại vì ở trên đây người ta mở thêm bến phà Gạch Miễu tạm á. Bến phà Gạch Miễu tạm thì nằm ngay chỗ sông Thuận, ngay chỗ chợ sông Thuận luôn. Chứ không thì lúc trước đi cái đường này cũng vắng lắm. Nếu mà giờ cao điểm mà công nhân đi làm hoặc là tan ca thì nó còn đông, chứ còn ngày thường cũng khá là ít nữa. Nếu tính ra từ cầu Gạch Miễu mà đi lên chỗ bến phà tạm thì cũng khoảng 8 cây à. Nhưng mà thường thường cực chẳng đã thì mới đi đường đó, chứ nếu mà tính ra thì mấy bữa này mình chạy thẳng qua cái cầu thì nó khỏe hơn. Còn không thì nhẹ, ai có khúc có tinh khúc túc thì đi đường đó thôi. Chứ nghe nói là cái làm cái cầu Gạch Miễu mới thì nó nằm ngay chỗ đường tỉnh lộ 870, và cái đường đó nó đi ngang qua chỗ trại gắn Đồng Tâm đó. Mà mình đi vòng vòng cái đường đó mình thấy chưa thấy khởi công xây dựng chỗ nào hết. Nếu mà nằm trên cái tuyến đường đó thì nó sẽ đi ngang qua ngang chỗ chợ Bình Đức, còn ở bên Bến Tre thì là quốc lộ 1A của quốc lộ 60 nối liền với cầu Hàm Luông mà mình chả thấy ở đâu hết. Bên Bến Tre thì mới mở thêm cái con đường ngay chỗ trạm nước đi lên An Hiệp, còn cái con đường mà từ cầu Hàm Luông mà đi qua bên đây mình chưa thấy. Nhiều khi mình thấy dự án nếu mà đưa ra rồi nó chưa đủ kinh phí thì nhiều khi nó kéo dài vài năm là bình thường. Ở bên trái mình có cái hàng gốm sứ nhìn cũng đẹp ghê chứ. Cái đường này mình làm thấy làm như là người ta trồng sa kê là hơi nhiều á, nãy giờ mình thấy mình cả chục cây rồi. Phía bên trái mình có quán cà phê nè, ở phía trước nó tỉa cây nhìn giống như là cái mái nhà, nhìn cũng khá là hấp dẫn. Mình nhớ là hình như là mình đi lên Sài Gòn mình thấy cũng có được một cái quán nó giống giống như vậy, mà nếu tính cái khu vực thì chắc được 2 quán như vậy. Thường đi trại gắn Đồng Tâm thì mấy bạn đây đi lên ngay chỗ tới chợ Bình Đức thì mấy bạn quẹo phải, bạn đi theo đường đó chút xíu nữa quẹo trái là tới trại gắn Đồng Tâm, còn không thì chạy qua cái cầu đó luôn, đi tới cái trường tiểu học gì đó mình quên tên nè, quẹo cái đường nó vô là đâm hẳn ngay trại gắn luôn, mà cái đường nó khá là nhỏ. Ở bên mình thì bị gắn cắn thì đa phần thì sẽ đưa qua trại gắn Đồng Tâm để lấy nọc. Lúc trước là như nghe nói là 1,5 triệu 2 triệu gì, không biết bây giờ là bao nhiêu. Rồi mình tới ngã tư Bình Đức rồi nè, phía bên trái mình thì quẹo cái đó thì đi ra ngoài chợ Bình Đức, còn quẹo phải thì ngồi đi ra trại gắn Đồng Tâm, còn đi hẳn cuối đường luôn thì nó tới ngã tư Đồng Tâm. Nó cái chợ Đồng Tâm thì nằm bên trái, còn lộn chợ Bình Đức nha, chợ Bình Đức nằm bên trái, nằm sát sông luôn. Rồi phía trước mình đó là cầu Sồi Hộp. Rồi clip mình kết thúc tại đây.
chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.